ngày thì mình sẽ đem đến cho các bạn clip về khẩu súng Inferno Beat, và để xem là sức mạnh cũng như vẻ đẹp của khẩu súng Inferno này nó đẹp và nó mạnh đến mức nào. Thì bây giờ mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau gọi là khám phá về cái sức mạnh cũng như vẻ đẹp của súng này thông qua cái trận đấu tranh. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn mỗi cái việc đó chính là chờ đợi trận đấu tranh bắt đầu rồi. Và mắt đấu đầu tiên của chúng ta với khẩu súng vô cùng đẹp sẽ là mắt đấu nào đây? Vâng, đây là mắt đấu mà mình nếu thể nào mà nhớ được tên luôn anh em ạ. Và đây chính là Inferno Beat của chúng ta. Vâng, rất đẹp. Đây là tạo hình của một khẩu súng. Mình khi mà mình nhìn thấy khẩu súng này thì mình nghĩ ngay đến đến cái bộ xương của loài khủng long. Vâng, thì không biết anh em có giống mình không, nhưng mà mình thì mình nhìn thấy ngay đó là một bộ xương của khủng long. Súng mang một cái hiệu ứng rất là khó nhìn luôn anh em ạ. Đấy thì ok, chào tất cả mọi người đã nhận ra mình. Hello anh em. Đấy thì không biết các bạn bạn nào đã sở hữu cái con súng Beat Inferno này, thì không biết các bạn đánh giá sao về cái hiệu ứng tia lửa của khẩu súng Beat Inferno. Nhưng ôi trời ơi, riêng phần mình thì mình thấy là khẩu súng Beat Inferno này nó có một cái tia lửa đạn rất là khó nhìn. Nó làm cho mình cảm thấy úi trời ơi, tuyệt vời không mặt trời. Một tình huống headshot bởi khẩu súng Beat Inferno rất cụ rùa luôn, đúng mang tính chất cụ rùa anh em. Nào, có thanh niên nào muốn ra đây và thử sức của Beat Inferno không? Let's go, come on, các thứ luôn. Rồi, một người nữa ra đi. Nào, vâng, một tình huống chích đít UV huyền. Vâng, một tình huống sờ bông huyền. Nào, chúng ta hồi sinh và tiếp tục quẩy cùng khẩu súng Beat Inferno nào. Làm cái gì đây? Úi trời ơi, lại một tình huống bán táo thành công rồi. Nào, bắn cái gì? Rồi, rút lục luôn. Thôi xong rồi. Một tình huống phi đa định dùng lục để có thể khẽ được hàng, nhưng rất tiếc là không thành công anh em ạ. Nào, đổ ra thanh niên nào nảy nước như thế này. Rồi, súng không những có một tia lửa rất là lạ mắt, mà kèm theo đó là một hiệu ứng cháy khi mà hạ gục được đối phương. Mình nghĩ là cái hiệu ứng này cũng khá là tuyệt vời. Rồi, cứ bình tĩnh các bạn ơi, để mình thay đạn đã. Ôi đừng nóng này mà dễ ở chảy. Rồi ôi, tuyệt vời không mặt trời. Nào, nhảy đi. Rồi, tuyệt vời, lại lên đảng đếm số với khẩu súng Striker đó luôn. Rồi, phi vào đây làm cái gì? Làm cái gì? Nhảy nhót vào. Cạn lời anh em ơi. Rồi, thanh niên này chắc cháy lâu như thế này. Nhảy. Lục bạc ơi là lục bạc. Lục bạc ơi, vâng. Đáp lại lời kêu gọi của mình thì lục bạc đã lên đảng đếm số. Lại bị phong ấn bởi lửa rồi. Nào, tiếp tục nào. Rồi, tuyệt vời ông mặt trời. Liên tiếp là những tình huống
ngay những pha gọi là đấu súng đầu tiên của trận đấu này. Nào, ôi trời ơi, ôi trời ơi, có nhìn thấy gì không? Nằm xuống và một tình huống mà phải gọi là xử lý quá tuyệt vời. Vâng, đối phương chỉ còn biết quay như là gục vậy anh em ạ. Rồi, đây là đâu và tôi là ai đây? Vâng, không biết đâu là nhà địch, đâu là nhà mình nữa rồi. Có lẽ đây là nhà mình, còn bên kia sẽ là nhà địch. À đúng rồi, thật cơm để nấu. Một chút gọi là mất phương hướng đến từ tòa xe. À đây rồi. Vâng, ăn ngay một khẩu lục le và mõm. Một tình huống hổ báo cáo trồn, sư tử chó gấu ba đê. Vâng, trả giá ngay. Ui dồi ôi, tại sao lại lấp ở đây? Vâng, tại sao lại chỉ tay? Rồi lại nhả rồi. Tiếp tục nào. Ăn bom này các bạn ơi. Vâng, hay nhờ hơn. Holy shit, không có ai như thế nào đây. What the hell? Gì vậy? Thật là khó hiểu quá đi. Thật là cảm giác rất là holy shit anh em ạ. Rồi, tấm quả bom ở đây. Nào tiếp. Nào, xem có ai còn. Rồi lại nữa hả? Rồi, xong. Mình cái số nó cứ nhỏ nhỏ nào anh em ạ. Nào, xem có thanh niên nào phi ở đây không? Dưới hầm nào, cuckoo. Rồi, không có ai luôn. Mình có lên phi ra hay không ta? À, có bắn nhau. Có bắn nhau. Úi trời ơi. Nào, úi trời, một tình huống vẩy bừa của bạn anh em ạ. Rồi, thanh niên còn quá yêu máu. À, chạy đi đâu đây? Nào, có nằm xuống hay không đây? Rồi mình tính cho bạn ơi, làm gì mà nóng nảy vơ đó. Nào, tiếp tục nào. Vâng, đây gọi là con quái vật rồi. Con khủng long rồi. Nói chung là với cái tạo hình bộ xương khủng long như thế này, mình cảm thấy là khẩu súng nó đẹp, ngạc cường. Là đến bây giờ mình không hiểu tại sao lại cứ cho cái tia lửa đấy to đến như vậy mà đập được đến như thế này. Rồi nó chán hết tầm nhìn của tôi rồi, tôi còn bắn biết cái gì đây. Thiết nghĩ là nhà phát hành nên thay đổi cái tia lửa đạn của khẩu súng bit đi phô lô này ngay lập tức, liền ngay và lập tức. Với một khẩu súng đẹp như thế này lại có tia ứng, nó lại làm cho khẩu súng nó mất đi quá là nhiều sức mạnh mà. Thấy được ở khẩu súng mít lên phần đầu này, đó chính là cái âm thanh của khẩu súng phát ra. Thì cái âm thanh này mình thấy nó rất giống cái âm thanh của khẩu súng của tầm súng rifle hạng nhỏ như là M4A1 hay là những khẩu súng SMG. Nó làm cho mình cảm thấy không đã tai cho lắm. Nó làm mất cái chất của một khẩu súng bình tĩnh thương. Nói chung là đây là khẩu súng thuộc dòng súng rifle, không biết là nó lấy cảm hứng của khẩu súng AK hay là khẩu súng M4. Phong cách kế thì mình nghĩ là đây là phong cách của súng AK rồi. Nhưng mà âm thanh thì lại âm thanh M4. Mình thật sự phải nói với các bạn là mình méo thế nào hiểu nổi luôn. Nào đi đâu đây, bác một khẩu súng sniper. Rồi, vâng, 2 kim luôn. Tuyệt vời quá mặt trời. Nào, vâng, nằm xuống luôn. Ăn bom này à? Ui, ghê vậy. Nhảy nhót cứ như kiểu phim hành động ấy. Cứ như phim hành động ấy. Rồi, tuyệt vời. Và ở trong cái map đấu thành phố tiếp, cái map đấu thứ hai thì mình vẫn là người kết thúc trận đấu. Hay là người ăn được cái lắc kim này nha. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến với channel của Tuấn AC. Và anh em hãy ủng hộ mình bằng cách là ấn nút like cũng như là chia sẻ video clip này nếu anh em cảm thấy video clip thật sự là thú vị.